Kính thưa chú Phúc, hiện nay đã học lớp 3 rồi nhưng mà tập với thời gian lâu quá, cũng có cảm thấy rằng là mình vẫn còn nóng tính và muốn sửa dần cải thiện tính cách nhưng mà chưa được. Trong thời gian tập chưa có kết quả, có phải như vậy là mình đã bị mất kết nối rồi không ạ? À? Đúng rồi, nếu anh chị em nóng quá ngoài phạm vi cho phép thì anh chị em xuống lớp 1 học lại thôi. Tại vì chúng ta học cái này là chúng ta phải nhắm về tại sao chúng ta học. Anh chị em mới đặt câu hỏi là tại sao anh chị em học. Học cái năng lực này thì có cái gì? Có giá trị lợi ích lớn không? Hay là không có gì hết? Thì khi mà anh chị em minh định rõ ràng về cái vấn đề lợi ích của cái môn học này, thì anh chị em tạo cho mình một cái sự phấn khởi là hiểu biết, và hiểu biết để chúng ta nắm theo cái sự hiểu biết này, chúng ta thực hiện thực hành để đạt được cái hiệu quả. Và từ khi mà chúng ta bắt đầu có hiệu quả rồi đó, chúng ta phải nỗ lực. Nỗ lực đây có nghĩa là mình gần gần như là đam mê đó, mình không thể không làm. Tại vì sao? Tại vì mình làm cho lợi ích mình. Cũng như anh chị em ăn một cái tô phở của một cái tiệm ABC nào đó mà bán phở thật là ngon, anh chị em nó nhất định tôi phải trở lại ăn nữa, tại vì phở đó ngon nhất đó. Thì chúng ta phải tạo cho chúng ta một cái sự gọi là thích thú, và chúng ta mong chờ và chúng ta thực hiện trong cái niềm đam mê của mình, vì cái điều đó nó sẽ tạo cho chúng ta một cái lực hấp dẫn mạnh nhất và đạt được cái hiệu quả nhất. Còn nếu chúng ta không cải thiện được tình thương yêu mà vẫn nóng hoài, thì anh chị em tìm ra thì bây giờ tìm một cách bây giờ mình phải hỏi hiểu năng gốc thật rõ ràng, hiểu cho tường tận, là mình đi tìm những người mà thành công rồi đó, mình hỏi họ. Thí dụ như anh chị em lên trên live stream mình nè, chẳng hạn thứ gì là cô Đào thì Hiền nè, phải không? Hiền hay Hiến? Cô Hiến ạ. Hiến à, thì hỏi cô Hiến này, cô Hiến này, tại sao cô lại thành công như thế, yếu yếu tố gì mà chị thành công, thì chỉ tôi đi, phải không? Rồi những anh chị em lên trên live stream này trình bày với anh chị em đó, anh chị em liên hệ với ban tổ chức đó, rồi ban tổ chức hỏi những người đó có đồng ý cho anh chị em số điện thoại không. Thì nếu người đó cho anh chị em số điện thoại thì anh chị em tham tham khảo với người đó, hỏi tại sao chị lại thành công, tại sao anh lại thành công, lý do gì anh thành công, anh chỉ tôi đó. Thì những người đó sẽ trình bày cho anh chị em để anh chị em nắm vững lên nữa, tại vì nhiều khi chú chỉ cho anh chị em nói chắc chắc là tại vì chú có vấn đề chất dụ anh chị em hay gì đó, anh chị em bán nghi chú không có tin tưởng này chú nhiều. Thì những người mà đã thành công rồi anh chị em tin tưởng hơn, thì anh chị em có thể liên hệ với những người đó. Còn anh chị em mà nghe hiểu rõ thì anh chị em nghe chú thì năm yếu tố tình thương đó, hai chữ đạo đức đó, cái nhân phẩm của con người đó, là chúng ta sống trong một cái hành vi của cái sự thiện lành, chúng ta biết biết thương yêu chính bản thân mình và biết dùng cái sức mạnh, cái sự sức khỏe của mình để chúng ta làm việc, để chúng ta giúp cho những người thân trong gia đình chúng ta. Nếu anh chị em là người đàn ông thì anh chị em giúp cho người vợ mình, nếu anh chị em là người phụ nữ thì anh chị em giúp vợ chồng mình một phần nào đó trong cái công việc gia đình, thì vợ chồng giúp đỡ lẫn nhau để tạo cho một cái môi trường tốt, thì đó là cái hạnh phúc cần của nhất đó. Chúng ta không cần phải đi tìm cái hạnh phúc xa xôi đâu hết đó. Làm sao cho cái người thân của mình hạnh phúc. Còn nếu anh chị em còn cha còn mẹ thì anh chị em quan tâm cha mẹ mình tí. Nếu anh chị em là phụ nữ, anh chị em có gia đình thì quan tâm đến chồng mình, quan con mình. Rồi đi xa hơn nữa chút xíu là nội ngoại hai bên. Phải thương yêu cho đồng điều. Và từ cái chỗ này là anh chị em tương tác trong một cái sự gọi là hạnh phúc đó. Còn nếu mà bên kia khó quá thì anh chị em cứ làm tròn cái bổn phận của mình được rồi. Thì từ từ cái bên kia, bên bên nhà nội hay nhà ngoại thì ta sẽ hiểu mình. Rồi từ từ người ta sẽ thương mình thôi. Mình cứ đừng có làm cái chuyện tiêu cực, mà mình làm đúng. Người ta làm cho mình buồn nhưng mà đừng buồn. Người ta làm cho mình giận nhưng mà anh đừng giận. Làm cho mình tức nhưng mà không tức, cười. Vậy mới là thành công. Vậy mới là nền văn minh người không gian. Và không bao giờ đánh trả nha. Không bao giờ tìm cách trả thù. Tuyệt đối. Nền văn minh người không gian không bao giờ chỉ dẫn anh chị em một hình thức trả thù nào hết. Anh chị em chấp nhận đi, nếu mà người ta làm cho mình tổn thương mà mình không không giải hòa được thì mình chấp nhận đi, coi đó là mình mắc nợ họ, coi đó là một bài học mình phải trả giá. Và khi chúng ta chấp nhận thật sự rồi đó thì cái năng lượng nó sẽ hỗ trợ chúng ta đi giải quyết những vấn đề đó dễ dàng.